Xin chào tất cả mọi người. Chiều nay 4 giờ chiều tại đường Bà Triệu. Lúc này thì nước cũng đang dừng rút thôi. Dạ chứ. Ở đây ngay tại khu vực ngã tư của Bà Triệu và Trường Chinh thì đang còn ngập nặng. Và yên vui thấy xe máy người ta chạy được. Mình cũng liều luôn để đi. Bà con biết thêm về sự Huế chiều nay lụt. Bố thắp tiền lên chạy nha. Tắm luôn. Đi số 1 dư ga. Lên ga. Đó, qua khỏi cái đoạn thắp tiền. Xe là xe ổn. Chưa chắc nghe. Đó là khu vực ngã tư của Bà Triệu Trường Chinh. Nó đang còn ngập như thế này đây. Ngập ngọt kịp. Yeah. Bà con cân nhắc và chia sẻ biết thêm tại Huế chiều nay ngay lúc này nước lũ vẫn ra chưa hết. Yeah. Đây các ngôi nhà, các hàng quán đang còn lấm lốp dọn dẹp. Những ngọt kịp đang còn đây kịp lên thì đi được thôi. Yeah. về phía đường Trường Chinh thì đang còn tắc đường. Dạ. Yeah. Tôi vừa ngang qua đây để ghi hình cho bà con mọi người biết thêm khu vực đường Tổ Hữu. Vì phải đi băng chứ còn qua ngã tư ngay Bà Triệu và đường Trường Chinh thì đỏ ngập sâu. Chạy nhanh chứ con đi chậm lên họ sẽ tắt máy. Cho nên vừa sẽ đi vòng ra ngành đi để xem tình hình qua bên đi thôi. Rồi đây bà con đi. Cái bộ đi làm chi mà đóng ghê. Có hồi đóng chứ. Sau đường Hà Huy Tập. Hà Huy Tập con ngập nặng. Ôi đây đó, không qua khu vực Trường Chinh. Vẫn còn đi bộ nha mọi người, không chưa đi xe được. Rồi phía đi hướng về dưới kia nữa. Về qua cầu Kiếm Huệ rồi về với An Cửu City là đường khu vực đường dưới đó, nó đang ngập nặng lắm. Dạ, thấy những cái hình ảnh nhiều bạn chia sẻ lên đường Hoàng Quốc Việt á. Dạ. Đây đường Tổ Hữu này, xe vẫn chạy liều đó, tắt máy hết, chạy lên đến Lê thì được, đi lên đến Lê đi thông về dưới được. Còn tắc nhiều đường lắm, xe cổ đầu đây rất là đông, nhiều lắm. Trời chiều nay có mặt trời nắng ấm lên mọi người đó, trên nắng gì nước, hy vọng không mưa nữa để cho nước mà rụt nhánh nữa. Ở đây đường Hà Huy Tập trước nhà thi đấu đấy còn ngập lắm, còn ngập lên tới đầu gối luôn, xe chạy được không nữa. Ồ, chạy ghê đó. xe bố cao chạy ghê đó, xe này bố thấp. Đó là đường khu vực Hà Huy Tập. À, chắc là chạy qua được. Hôm nay sẽ thông ra đường Dương Văn An. Đó, nắng chói chang luôn. Thì hôm nay tại khu vực đường Tổ Hữu, hai bên đường mọi người thấy này, như là dòng sông nhé, giống như ở giữa là con đường, còn hai bên là hai con sông đó, đường Tổ Hữu. Đây mọi người ai cũng phân vân còn nên đi hay không. Đường còn lồi lục rất là nhiều. Dạ. Yeah. Rồi đi luôn, phải xe là đi thôi. Đó, chạy qua khu vực An Dương Vương, Dương Văn An. Bên đi cao hơn bên kia. Đây tài được mặt nhà thi đấu. Hôm qua nước nó vô tới trong kia đó. Bây giờ nó đang rụt ra. Bao nhiêu là rác thải.
nếu như nước ngấm lâu rất là nguy hại, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh và nhiễm khuẩn đó mọi người. Ngày hôm qua là nước nó lên phía trong cái sân là lần đó, nhìn như đi là biết cái lượng nước nó cao đến mức nào tại khu vực này. Ở đâu đấy chắc chắn là cao rồi, phải bà con phải ai đi cả. Đó, thông qua bên kia là đường Dương Văn An, xuyên qua nữa là cả cái tuyến đường Nguyễn Tuấn thẳng về Nguyễn Lộ Trạch, là một bên của dòng sông sông Như Ý đó. Đây còn ngập nặng nữa chưa, rác thải trôi lình bình như đi đây mà cũng phải cũng bình đang được dịch bình, sông cái lũ nữa thì dịch bình dịch tả đâu đó, số tả tiềm ẩn nhiều thứ. Hai ngày đấy, như vậy là lũ đã kéo dài 2 ngày. Và đây khu vực đường Hà Huy Tập, đường Ba Triệu còn ngập nha mọi người, không biết đây ra được không nào. Đây thông ra Ba Triệu đấy, không biết đi được không đây. Chắc là được. Nói chung cũng còn tắc rất là nhiều chuyện tuyến đường tại thành phố Huế. Và con đi thả lưới nữa, chạy được không ha. Được, hy vọng được. Chiều nay Huế vui ghi hình để cho bà con xa gần biết. Chà, trong đây đang tranh thủ dọn lục này, tranh thủ dọn chứ thôi là bùng nóng đồng lại tại đường Ba Triệu. Có nhiều cửa hàng buôn bán ăn uống đó vẫn hoạt động phục vụ cho người dân nhu cầu ăn uống rất là cao. Tiệm thì đang tranh thủ dọn dẹp, có tiệm nó cũng đã mở bán rồi, hàng ăn uống. Và đường này thì bây giờ được biết đến những cái quán ăn đó, khu vực này ngày có là chim ngậm mà bây giờ hà ra đây mọi người đó. Còn lại những cái đoạn đường chúng ta vừa đi qua đó là bị ngập, cũng như khu vực này Dương Văn An. Dương Văn An thông ra đường Hà Huy Tập chúng ta vừa đi ngang qua, thì là khu vực đường như bằng cờ đó. Đó, đầu kia người ta đẩy bè, người ta đi đưa con cái đi trên mặt nước luôn. Đó, đường Dương Văn An vẫn còn lũ nha mọi người. Xe máy chết máy đâu rồi, đi chi được nữa, ngập rồi. Ngày hôm qua là khu vực này là treo xuồng luôn, rất là nhiều chiếc xuồng ghé ngồi đây để treo đưa bà con đi lại. Bây giờ khu vực đoạn dưới kia còn thấp, phải đi xuồng dưới. Mà cái ngọt kịp trong kia có mấy em bé đi lồi bom bọt lắm, kịp chưa. Còn rất là nhiều tuyến đường nha mọi người. Hy vọng mọi người biết thêm video chiều nay, còn giờ hơn chiều tại trung tâm thành phố, diễn biến lũ đang còn
tiếp tục rút chưa rút hẳn. Rồi thì xem mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh để ủng hộ cho Vũ Hòa Bình Vlog, làm món ăn tinh thần để ra nhiều video hơn nữa cho bà con xa gần được thăm Huế hàng ngày, sống bà con. Rồi Vũ xin chào, hẹn gặp lại mọi người.